Các bạn đang nghe truyện yếu gà như ta lại bị chính đạo tôn làm vô thượng thánh ma trên kênh TV Audio CV. Chương 541 Quân Lâm Cơ thể con người thực sự là một thứ rất kỳ diệu. Mỗi khi đêm về, chỉ cần tĩnh tâm lại và cảm nhận kỹ càng. Tuân theo phản ứng của cơ thể mình. Nó sẽ cho ta biết, nó muốn ăn khuya. Trích từ chương 4592, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Ngoài cổng thành, vân phiến công tử dẫn theo một đám người mai phục ở ngã tư đường lớn. Nhưng chờ nửa canh giờ sau, vẫn không thấy có ai đuổi theo ra. Rút lui, vân phiến công tử giơ tay lên, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Cưỡi ngựa phi như điên, kinh thành xa dần về phía sau. Nửa canh giờ sau, vân phiến công tử cùng mọi người cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn người rút lui của nguyên môn cưỡi ngựa đến bên cạnh cổ xe ở giữa đoàn người, vân phiến công tử lớn tiếng nói trương đại ma đầu không phái người truy sát, nghe vậy, người trong xe rõ ràng thở vào nhẹ nhõm. Mở cửa sổ xe, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt người này, lộ ra dung nhan tuyệt đẹp, chính là nạp lan nhược cô nương của nguyên môn. Trong mắt nạp lan nhược chứa đầy nước mắt, giọng khàn khàn nói sư tỷ đâu, vân phiến công tử đáp theo tin do thám tử báo về. Sư tỷ đã chết dưới tay quốc sư. Nạp Lan nhược nghiến răng nói quốc sư. Triều đình lại dám đâm sau lưng, ta. Toàn thân Nạp Lan nhược run rẩy. Vân phiến công tử đáp chuyện đã đến nước này, xin hãy nén bi thương. Nạp Lan Nhược hít sâu một hơi thật lâu, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, rồi nhẹ giọng hỏi sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu, vân phiến công tử lấy bản đồ ra, nói đi về phía bắc trước, qua vách đá tuyết nhai, đến Tam Quốc phương Bắc. Điểm đến của chúng ta, trước tiên hẳn là hàng lẫm quốc. Nạp Lan Nhược hỏi Tam Quốc Phương Bắc có thể giúp chúng ta không vân phiến công tử lắc đầu nói e rằng có gọi hết tất cả các nước nhỏ xung quanh đến cũng không chắc đánh bại được Trương Đại Ma Đầu. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể thuyết phục được nhiều quốc gia như vậy. Người duy nhất có thể làm được điều này, chỉ có thần cung. Nạp Lan Nhược gật đầu nói vẫn phải liên lạc với thần cung, để họ tiếp tục cử người đến. Vân phiến công tử thở dài nói thần cung ở tận hải ngoại, chờ họ cử đại năng đến tiếp ứng, lại không biết đến khi nào. Nhưng lần này họ hẳn sẽ không còn coi thường trương đại ma đầu nữa. Bây giờ xem ra, báo thù là chuyện cần thời gian, có thể là 3 năm, có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, trăm năm, phải kiên nhẫn. Ha ha, nhưng có lẽ trưởng môn hồn tông có thể giúp chúng ta báo thù. Vân phiến công tử cười khổ một tiếng, chính là cười bản thân mình bây giờ lại bắt đầu hy vọng hùng tông giúp nguyên môn báo thù, thật là buồn cười. Nạp Lan Nhược im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhẹ giọng nói sư huynh, môn chủ đời tiếp theo của nguyên môn, ta ủng hộ huynh, vân phiến công tử hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu nói không, phải là ta ủng hộ muội mới đúng. Nạp Lan Nhược lớn tiếng nói sư huynh, huynh và ta không cần phải khiêm nhường nữa. Tình hình như thế này, chỉ có huynh mới có thể đảm nhiệm, cũng chỉ có huynh mới có thể khiến vân môn tiếp tục tồn tại ta tự biết mình không có năng lực này nhất định phải là huynh chỉ có thể là huynh vân phiến công tử từ từ nói vậy còn muội thì sao đạp lan nhược đáp đến tam quốc phương bắc ta sẽ tự mình rời đi huynh không cần khuyên ta ta có suy nghĩ riêng của mình cũng có mục tiêu riêng của mình huynh yên tâm nhiều nhất là ba năm ta sẽ trở lại Vân phiến công tử nhìn vào sự kiên định trong mắt nạp lan nhược, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta tin muội. Muội yên tâm, nguyên môn sẽ không diệt vong, vân phiến công tử ngẩng đầu, trong lòng đấu chí không diệt. Trương đại ma đầu, vân phiến ta, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Trong kinh thành, hoàng cung. Cổng lớn đóng chặt, quân cấm vệ nắm chặt đao kiếm trong tay đến toát cả mồ hôi. Khoảnh khắc sau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn cổng cung điện bị nổ tung đang chỗ, đám quân cấm vệ còn chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Huyết nguyệt, không đến một lát, đầu nổ khắp nơi. Tiếp theo, Trương Đại Ma đầu dẫn theo một đám ma tu bước vào. Trong miệng ngậm lá hắc phong, áo choàng ma đen tung bay phấp phới. Bên cạnh, bọn người trần tiểu tiểu, hắc bào liên tục xử lý những cấm vệ quân xông tới. Con đường phía trước, cũng dưới sự xung phong của viên thịt và xương ni ni, nhúng đầy màu máu. Trương đại ma đầu bước chân không chậm, sải bước thẳng đến đại điện. Những hoạn quan đứng ở cửa đại điện, thấy trương đại ma đầu đến, đều kinh hoàng bỏ chạy. Những thị vệ còn lại sợ hãi liên tục lùi lại, sau đó bị viên thịt và xương ni nhi ném sang một bên. Bùng, cánh cửa chính của đại điện bị xương ni nhi và viên thịt đá mạnh mở ra. Trương đại ma đầu nhẹ nhàng vẫy tay, lập tức một đám ma tu phía sau khống chế những đại thần trái phải đang im lặng trong đại điện. ngẩng đầu lên, trương đại ma đầu nhìn về phía hoàng đế béo ú ngồi trên ngai vàng. Ra ngoài hành tẩu điều quan trọng nhất là gì? Ra ngoài hành tẩu điều quan trọng nhất đương nhiên là ra ngoài rồi. Hôm nay không gọi được người đánh mặt trượt để bản tông chủ rất tức giận. Trích từ chương 3163, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Lúc này, hoàng đế béo ú lập tức đứng dậy nói nghĩa phụ sao người lại đến đây nghĩa phụ vẻ mặt ngây thơ nụ cười rạng rỡ thật giống như không có chuyện gì xảy ra trương mạc nhìn hắn nhưng lại cảm thấy hơi buồn nôn lớn tiếng trương mạc nói đừng giả vờ nữa có ý nghĩa gì không giả vờ cả đời đến lúc chết vẫn phải giả vờ sao hoàng đế béo ú lập tức biến sắc nụ cười ban đầu thu lại thay vào đó là vẻ dữ tợn Trương đại ma đầu, tại sao ngươi không chết, tại sao đến bước này, ngươi vẫn có thể lật ngược thế cờ. Trẫm không phục, không phục, trương mạc tiếp tục tiến về phía trước, mỗi bước đều như dẫm lên trái tim hắn. Hoàng đế béo ú đột nhiên lại nói bằng giọng run rẩy trương tông chủ, chúng ta vẫn có thể đàm phán hợp tác chứ. Trẫm phụng thiên ma tông làm quốc tông, siêu nhiên thoát tục. Ngươi để trẫm tiếp tục nắm giữ triều đình, chúng ta có thể sống hòa bình chứ. Trương Mạc như nhìn một kẻ ngốc nhìn hắn, bước chân nhanh hơn. Hoàng đế béo ú tiếp tục quát lớn các ngươi là ma tu, ma tu nắm giữ thiên hạ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Sẽ có một làn sóng người đứng lên, phản kháng các ngươi. Các ngươi cần triều đình, cần trẫm, lúc này, Trương Mạc đi đến trước mặt hoàng đế béo ú, bóng đen che kín khuôn mặt của hoàng đế béo ú, hoàng đế béo ú ngồi vịt xuống ngai vàng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, dường như sắp khóc đến nơi. Môi run rẩy, Hoàng đế béo ú nói trương tông chủ, ngươi bình tĩnh một chút. Trương mặt lấy lá hắc phong, nhả một ngụm khói vào mặt hoàng đế béo ú, nói ngươi đang giảng đạo lý với ta sao? Ha ha, ngươi đang giảng đạo lý với một ma đầu sao, một đám ma tu phía sau đều cười phá lên, đặc biệt là bọn người lão cẩu, nước mắt cũng sắp cười ra. Trương mặt tóm lấy hoàng đế béo ú nói cút đi, hất tay, trương mặt trực tiếp ném hoàng đế béo ú xuống. Hoàng đế béo ú xoay một vòng trên mặt đất, quần áo sọc sệt, mũ miệng rơi sang một bên. Trương Mạc từ từ ngồi xuống ngai vàng, rồi bắt chéo chân. Cái ghế tồi, vẫn hơi đau mông. Đổi mấy tư thế, Trương Mạc đều cảm thấy hơi khó chịu. Bỗng nhiên, Trương Mạc hét lên đường tiêu, ngươi lại đây, trong đám ma tu, đường tiêu mặt mày đầy thương tích vội vàng lăn lê bò toài tiến lên. Tông Tông chủ, đường tiêu toàn thân run rẩy. Trương Mạc đứng dậy, túng lấy hắn kéo lại, rồi ấn hắn ngồi lên ngai vàng thế nào cái vị trí này cũng tạm chứ cho ngươi đấy đường tiêu mặt đầy kinh ngạc nhìn trương mạc trương mạc vỗ vai hắn nói bản tông chủ đã nói rồi đây sẽ là thời khắc huy hoàng nhất của ngươi bản tông chủ sẽ không lừa ngươi đâu nào 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 hành lễ đi để bọn họ đều hành lễ tất cả đại thần dưới sự kéo đẩy của đám ma tu lần lượt quỳ xuống hành lễ bệ hạ vạn tuế trương mạc cười ha ha cuối cùng nói lớn các ngươi nghe cho kỹ đây, sau này đối xử với bách tính tốt một chút. Nếu không, bản tông chủ sẽ giết chết các ngươi. Hải ngoại, thần điện, nơi thanh tịnh, nơi trù phú. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, một gốc cây lớn vươn lên bầu trời. Cao hơn vạn trường, hùng vĩ hơn cả núi, như thông đến thiên giới. Dưới gốc đại thụ, một lão giả ngồi xếp bằng. Thân mang ánh sáng nhàn nhạt, bạch y thánh khiết sáng ngời. Phía sau ngươi già đang chậm rãi bước đi là một nam tử có sừng trên đầu và có vảy vàng trên người. Nam tử nhẹ giọng nói thượng chủ, mệnh tinh trong cung vỡ nát, thần sứ ung nhật, e rằng đã gặp bất trắc. Lão giả vẫn nhắm mắt, đáp có thu hồi được chấp niệm trước khi chết không, nam tử gật đầu nói có, sau khi mệnh tinh vỡ nát, để lại chấp niệm văn tự. Lần lượt là, hạ quốc, trương đại ma đầu, và ma sứ, nghe đến hai chữ ma sứ, lão giả rốt cuộc cũng mở mắt ra ma sứ trên đời thực sự có người như vậy sao nam tử từ từ nói có lẽ là ung nhật phán đoán sai cũng chưa biết chừng hắn chạy quá xa rồi hạ quốc ở tận bên kia biển ngoài vạn quốc nơi xa xôi hẻo lánh nơi hoang vu nơi thần linh lãng quên lão giả nói như vậy cũng không thể chủ quan được lại phái thêm một vị bán hư thần sứ đến đó xem xét nếu thật sự có ma sứ nhất định phải bắt sống hắn. Vâng, thượng chủ. Ta sẽ sắp xếp ngay. Nam tử nhẹ giọng đáp. Lão giả lại nhắm mắt nói còn chuyện gì nữa không? Nam tử đáp thượng chủ, vọng thần điện truyền đến tin tức. Cửu tinh chính môn đã đồng, y nguyện chi hoa nở rộ, nhiều nhất còn 10 năm nữa, cửa thần điện sẽ mở. Lão giả hơi gật đầu nói 10 năm, chỉ trong nháy mắt. Ừm, biết rồi, đi đi, nam tử cuối người rời đi lão giả ngẩng đầu nhìn lên cây đại thụ nhẹ giọng nói đắc đạo thành tiên có thuật thành thần vô môn ta không tin vậy hạ quốc kinh thành trương mạc đứng ở hậu viện hoàng cung nhìn đám đàn bà kỳ hình dị dạng trước mặt thực sự có chút ngán ngẩm những người này đều là phi tần trong cung sao các ngươi chắc chắn chứ trương mạc đưa tay chỉ vào một vị quý phi vị quý phi này trông thế nào nhỉ xấu xí như ma chê quỷ hờn cũng không đủ để hình dung với dung mạo này vào thiên ma tông cũng chẳng cần phải kiểm tra tư chất thứ này vào cung bằng cách nào vậy xác định không phải đến để ám sát chứ bên cạnh lão cẩu vội vàng giải thích tông chủ hoàng đế lấy vợ thực sự không phải nhìn vào dung mạo quan trọng vẫn là phải có gia thế ví dụ như vị quý phi này người ta có tướng quân đứng sau chống lưng đích thị là hổ nữ của tướng quân trương mạc liên tục lắc đầu nói quá dữ dằn rồi dữ dằn đến mức bản tông chủ cũng chịu không nổi đuổi đi hết đuổi hết đi nói xong trương mặt vỗ vai đường tiêu bên cạnh yên tâm đi có bản tông chủ ở đây nhất định sẽ không để ngươi bị tổn hại về thể xác lẫn tinh thần đường tiêu liên tục cúi đầu gật đầu lao mồ hôi trên trán đường tiêu cũng cảm thấy hơi sợ xem ra làm hoàng đế cũng chẳng dễ dàng gì chỉ riêng hậu cung đầy yêu ma quỷ quái này thôi một ngày nào đó nuốt sống hoàng đế cũng là chuyện bình thường tông chủ lợi hại mau đuổi hết bọn họ đi vung tay đuổi đi một đám người đám người này cũng không dám khóc trước mặt trương đại ma đầu giữ được mạng sống đã là tốt lắm rồi trương mạc cũng chỉ nhất thời hứng lên muốn xem thử cuộc sống xa hoa của tên hoàng đế kia kết quả vừa nhìn vào suýt chút nữa làm rơi cả quần toàn là người do các đại thần nhét vào mà dung mạo cũng chẳng ra sao hỏi thêm một chút mới biết thì ra trong này còn có quy củ cái gì mà không được đưa cho hoàng đế những nữ tử quá xinh đẹp nếu không sau này hoàng đế có thể sẽ đắm chìm vào sắc đẹp đến nỗi bỏ bê triều chính những lời vớ vẩn như thế này khiến trương mạc hoàn toàn cạn lời theo cách nói này thì nên bắt những đại thần đó cắt bỏ hết đi để họ khỏi đắm chìm vào sắc đẹp đợi đã hình như thiên ma tông cũng không có cô gái xinh đẹp nào chết tiệt dương sở bọn họ sẽ không cũng chơi trò này với bản tông chủ chứ ôi trí tuệ của bản tông chủ đột nhiên tăng lên rồi trương mặt nhìn dương sở và lão cẩu với vẻ nghi ngờ cả hai đều bị ánh mắt của trương mặt nhìn đến mức hơi chột dạ vội vàng chuyển chủ đề dương sở ở bên cạnh cầm sổ sách nói tông chủ những người trong triều đình nguyện trung thành hoàn toàn với chúng ta đều ở đây một số phần tử cứng đầu cũng đã xử lý hết rồi ngài xem danh sách một chút Trương Mạc chỉ vào đường tiêu nói cho hắn xem, ta xem làm gì, sau này triều đình ta cũng không quản nữa, đều do đường tiêu quản lý. Bản tông chủ chỉ có một yêu cầu, quốc thái dân an. Tông chủ đại nhân, tông chủ thật là thánh nhân, tông chủ thật. Lợi hại. Đường tiêu vẫn còn quá trẻ, công phu nịnh hót rõ ràng là chưa đủ, còn cần phải rèn luyện thêm. Tuy nhiên Trương Mạc cũng không để ý, chỉ nói với đường tiêu về phương diện trị quốc, Mặc dù bản tông chủ không phải là chuyên gia, nhưng bản tông chủ vẫn phải nhấn mạnh một chút, bởi vì ta không phải chuyên gia nên không đưa ra được ý kiến hay lời khuyên nào. Nhưng tông bản chủ đã nói trước đó, ta không phải là chuyên gia. Đừng tiêu hơi há miệng, vừa nãy tông chủ nói gì vậy, hình như đại khái có vẻ như hắn không hiểu. May thay, lão cẩu bên cạnh vội giải thích tí của tông chủ là, chuyện triều đình, sau này ngươi cứ thoải mái làm có tông chủ che chở, ngươi không cần sợ gì cả. Tông môn sẽ không can thiệp vào quyền lực của ngươi quá nhiều. Đường tiêu vội vàng cúi người đáp vân, vân, vân. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, để cho bách tính được sống tốt hơn. Đúng vậy. Trương Mạc gật đầu an ủi. Vừa nói, mọi người vừa đi đến Trân Bảo Cát. Đây không phải là lần đầu tiên Trương Mạc đến đây. Lần trước cũng ở đây, thánh nữ suýt nửa nhốt hắn lại, khiến hắn buộc phải dùng cởi giáp. May mà sau đó tiểu hoàng thiên bị phá kịp thời, nếu không trương mạc cảm thấy ngay cả trinh tiết của mình cũng khó giữ được. Thật là kinh khủng. Chuyện như vậy không thể xảy ra lần thứ hai được. Hiện tại, Trân Bảo Cắt tất nhiên là do Thiên Ma Tông nắm giữ. Hơn nữa, trong trận chiến lớn lần này, Trương Mạc đã trực tiếp ban thưởng cho Hắc Bào, Trần Tiểu Tiểu được quyền chọn bảo vật trước. Bây giờ, Hai người đó ước tính vẫn còn trong trân bảo cát, chưa vào, trương mạc đã có thể nghe thấy bên trong hai người đang cãi nhau ầm ĩ. đây là của ta, tiểu tử, cút sang một bên, ai cầm thì của người đó. Ngươi nói ai là tiểu tử? Muốn chết phải không? Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta. Ngươi đánh ta, ta sẽ nằm lăn ra đất, ngươi tin không, hôm nay không moi được quần lót của ngươi ra, coi như ngươi không mặc quần lót, đứng ở cửa, trương mạc nghe tiếng la hét của hai người, sắc mặt có chút ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng trương mặt quay sang nhìn lão cẩu và dương sở nói hai người không vào chọn bảo vật luôn đi dương sở vẫn đang suy nghĩ có nên vào làm con chó điên thứ ba hay không lão cẩu thì cười lắc đầu nói tông chủ khách sáo quá rồi ta vì tông chủ mà hiến thân là chuyện đương nhiên không cần thưởng trương mặt gật đầu nói được rồi bảo vật bên trong không có phần của ngươi lão cẩu lập tức ngây người Dương Sở thì lập tức nói Tông chủ, ta vào ngay đây. Vừa chạy vừa đi, Dương Sở vội vàng đi vào. Trương Mạc cười nhìn lão cẩu nói ngươi nói ngươi giả vờ làm gì chứ? Bản Tông chủ mỗi ngày đều ăn ngủ không biết thời gian là gì. Trích từ chương 2120, nhật ký của ta, Thiên địa vô thượng thánh ma, Trương Ma thần. Lão cẩu hoàn toàn không kiềm chế được. Vội vàng nói Tông chủ, ta chỉ nói khách sáo thôi ta rất muốn, rất muốn thật, tăng tốc bước chân, lão cẩu đi theo trương mạc vào trân bảo cắt. Vừa vào đã thấy Trần Tiểu Tiểu và Hắc Bào chỉ mũi nhau chửi. Tay giằng con một viên châu, mắt trợn mắt. Làm gì, làm gì, làm gì, trương mạc sải bước tiến lên, giật viên châu từ tay hai người. Phải đoàn kết biết không? Đều là một tông môn, phải hữu ái, phải thân thiện. Dành giật cái gì? Đây là thứ gì, còn đáng để hai vị đại tướng của thiên ma tông ra tay giành giật à thần bảo sao chẳng lẽ trương mạc nhìn hai người với vẻ khinh bỉ chỉ một viên châu nát này mà đáng để hai người giành giật thắc bào lập tức cúi người hành lễ tông chủ không phải thần bảo đây chỉ là một viên thọ nguyên châu mà thôi ồ thọ nguyên châu à trương mạc gật đầu liên tục sau đó nhẹ giọng hỏi dương sở bên cạnh có tác dụng gì dương sở suýt nghẹn hắn thấy giọng điệu của trương mạc vừa rồi còn tưởng tông chủ chắc chắn biết thì ra là hoàn toàn không biết gì từ từ dương sở nói thọ nguyên châu cố bản bồi nguyên mang theo bên mình kéo dài tuổi thọ giữ gìn nhan sắc và bồi dưỡng cơ thể nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ còn có thể giữ gìn nhan sắc và bồi dưỡng cơ thể trương mạc lập tức mắt sáng lên cầm viên châu lắc trước mặt hắc bào và trần tiểu tiểu một vòng rồi nói không phải chỉ là một viên thọ nguyên châu sao đến nỗi các ngươi phải giành giật sao phải hữu ái phải đoàn kết nhìn hai ngươi đánh nhau giết nhau như vậy thật mất mặt được rồi tông chủ ta thu viên châu lại từ cứ như vậy trương mặt trực tiếp lấy đi hắc bào và trần tiểu tiểu nhìn đều há hốc mồm phải nói là không biết xấu hổ vẫn là tông chủ lên tầng 2, tầng 2 của Trân Bảo Các quả thực có đồ. Chỉ là lần trước Trương Mạc không kịp xem mà thôi. Lần này lên tầng 2, trước tiên có thể nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ tinh xảo đặt ở trung tâm, lơ lửng giữa không trung, ước chừng bằng nắm tay, nhìn thoáng qua là thấy bảo vật không tầm thường. Đây là cái gì? Trương Mạc lại hỏi. Lão Cẩu đi theo sau nhanh chóng nói: "Tông chủ, đây hẳn là Tiểu Hoàng Thiên mà lần trước ngài bị nhốt." chỉ là bây giờ lực lượng của nó đã cạn kiệt, vẫn đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để bổ sung. Ước chừng thêm một đoạn thời gian nữa là có thể sử dụng được. Trương Mạc khen ngợi thứ tốt thật. Có thể dùng để đối phó với tông chủ hồn tông không, Dương Sở vội vàng nói được, chúng ta đã đưa nó vào một phần của kế hoạch. Vậy thì tốt, Trương Mạc gật đầu nói. Xoa xoa cầm, Trương Mạc lại hỏi các ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu cái bẫy, bao nhiêu phương án, bao nhiêu kế hoạch cho tông chủ hồn tông, nói đến đây, dương sở và lão cẩu liếc nhìn nhau, lão cẩu vội vàng lấy một cuốn sổ đưa cho trương mạc tông chủ, ngài xem qua. Trương mạc nhận lấy sổ sách, cao mày nói trên này toàn là những thứ này sao? Xác định chứ? Chuẩn bị khá đầy đủ đấy, có dùng được hết không? Trương mạc mở sổ sách ra, xem xét cẩn thận. Bên trong chằng chịt đầy đủ các loại bẫy và kế hoạch mà dương sở và lão cẩu nghĩ ra phát huy đầy đủ sự đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu của ma tu. Từ đào hố phục kích đến công kích tinh thần, không gì là không có. Trương Mạc xem xong, trong lòng thốt lên chết tiệt, nếu như những cái bẫy và kế hoạch này mà dùng hết được thì chắc tông chủ hồn tông cũng thấy cái chết là một sự giải thoát. Ừm, cái kế hoạch dùng hàng nghìn mỹ nữ hút cạn tinh lực này là ai nghĩ ra thế? Trương Mạc chỉ vào sổ sách hỏi. Lão cẩu vội vàng tiến lên nói đây là kế hoạch của lý trưởng lão, trước khi đến kinh thành lý trưởng lão đã từng nhắc đến rồi thuốc bổ mạnh mẽ với số lượng lớn cộng thêm mỹ nữ quả thực là tuyệt chiêu trương mạc nghe nói là lão lý thì bỗng nhiên hiểu ra hợp lý chỉ có hắn mới nghĩ ra được kế hoạch tệ hại như vậy nhưng sau khi xem xong trương mạc vẫn thấy không ổn lắm đóng sổ sách lại trương mạc nói thêm hai kế hoạch nữa thứ nhất đưa bảo thạch ảo ảnh đến nơi tông chủ hồn tông xuất hiện bản tông chủ muốn gặp hắn ngay lập tức. Thứ hai, bảo lão lý dẫn hết đám quái thạch đến đây, mang theo nhiều vật liệu và hỏa hồn, bản tông chủ chuẩn bị luyện thêm một cái bình lớn. Trương Mạc nói đến đây, hắc bào lập tức tiến lên nói tông chủ, ta đang định bẩm báo với ngài một chuyện. Nói, Trương Mạc nói. hắc bào nhanh chóng nói tông chủ, theo như ta biết. Triều Đình có một mỏ đặc biệt, tên là Bảo Khoáng, quặng khai thác ở đó đều là vật liệu tuyệt vời để chế tạo binh khí. Nguyên môn cũng có hai mỏ, tên là huyền khoáng, quặng khai thác ở đó là vật liệu tuyệt vời để chế tạo giáp trụ. Quặng của ba mỏ này đều được chất đống trong bí cảnh hoàng gia. Nếu tông chủ có thể dùng những quặng này để chế tạo ma khôi thì chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ, bản tông chủ vẫn luôn có một thắc mắc. Trong ma tu, có một loại công pháp lớn, gọi là độc công. Nó đòi hỏi tu tiên giả thường xuyên ngâm mình trong chất độc. Giả sử có một ma tu tu luyện độc công, sau đó đánh rắm rất độc. Vậy hắn có thể hít rắm của của mình, tiếp tục tu luyện độc công không? Rồi lại đánh ra rắm độc hơn. Như vậy cứ tuần hoàn, chẳng phải rất tuyệt sao? Bản tông chủ quả nhiên là thiên tài tu luyện. Trích từ chương 4926, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Thật sao? Bí cảnh hoàng gia ở đâu?" Trương Mạc vội vàng hỏi. Hắc Bào tiến lên nói đang ở đây, nói rồi, Hắc Bào tiến lên cầm lấy ngôi nhà của Tiểu Hoàng Thiên, lật ngược nó lại rồi nói mặc dù lúc này nó không thể tạo thành Tiểu Hoàng Thiên nữa, nhưng vẫn còn ẩn chứa càng khôn, dùng sức vỗ một cái, ma nguyên tràn vào, trong nháy mắt, toàn bộ tầng hai lại biến đổi. Mặt đất lật ngược, tường thay đổi, không lâu sau, trước mặt lóe lên một cánh cửa hư không, trực tiếp mở ra. Tiếp theo, núi xanh nước biếc, tiếng chim hót líu lo. Mọi người bước vào, chỉ cảm thấy như đến chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi đây không chỉ có dược liệu quý hiếm, có linh thú chưa từng thấy, mà còn có nguyên khí nồng đậm. Trương Mạc thốt lên thật là một nơi tuyệt vời. Thật đáng tiếc nếu không có nhà tắm ở đây. Trương Mạc nhìn quanh, rồi lại hỏi quặng ở đâu. Sao không thấy vậy, hắc bào tiến lên, quan sát cẩn thận một hồi, rồi chỉ vào ngọn núi xanh trước mặt nói tông chủ chính là đây cả ngọn núi này đều là quặng trương mạc dương sở lão cẩu đường tiếu đều bước lên ngẩng đầu nhìn lên núi cao ngất trời trương mạc đều ngây người chỉ vào đỉnh núi nói đều là quặng hắc bào từ mặt đất cầm mấy viên đá đến trước mặt trương mạc nói tông chủ ngài xem có phải không trương mạc nhận lấy viên đá quan sát cẩn thận một hồi lại dùng điểm thương giới trực tiếp tinh chế trong nháy mắt, viên đá trong tay Trương Mạc biến thành viên ngọc ngũ sắc lấp lánh, bên trong chứa linh nguyên khí tức không nói, còn rất cứng rắn. Thật sự là vậy sao? Trương Mạc có chút kích động, lại tiến lên mấy bước. Lần này kiếm được lớn rồi. Đỉnh núi hùng vĩ, toàn là đồ hữu dụng. Bản tông chủ, bảo vật gì cũng không cần, chỉ những quặng đá này thôi cũng đủ để đánh bại thiên hạ. Tâm thần kích động, trương mạc như thể có thể nhìn thấy một chiếc bình tuyệt thế mọc lên từ mặt đất ha ha tông chủ hồn tông ngươi có thể đỡ được mấy quyền của bình ta nghe răng cười trương mạc nói dương sở thêm một kế hoạch nữa cho hùng vô địch diệu ly mang theo đại quân trực tiếp đánh chiếm hồn tông cho ta ba tháng không nhiều nhất một tháng nhất định phải mang đầu và máu của tông chủ hồn tông về đô thành đổi chủ hạ quốc đổi vua hai ngày sau triều đình ra chiếu cáo thiên hạ tân quân lên ngôi thiên hạ đại xá báo hỗn nguyên tiêu đề lớn thánh tông phổ chiếu tân quân xá thiên hạ vạn dân quy tâm càng không nhất thống tờ báo trong vòng vài ngày đã truyền khắp hạ quốc khi nhìn thấy tờ báo ấy người dân hạ quốc đều hiểu rõ trời đã đổi ngay cả bách tính ở thanh quận cũng không ngờ rằng kẻ chiến thắng cuối cùng lại là thiên ma tông tất nhiên theo như lời triều đình thì nay đã đổi tên thành thánh tông là tông môn vô thượng của hạ quốc được gọi là quốc tông chính đạo báo thánh đạo báo đều bị đánh thành tà báo bắt đầu tịch thu tiêu hủy trên diện rộng đồng thời toàn bộ ma tông chính đạo ở hạ quốc trong vòng một tháng cũng phải đưa ra lựa chọn quy phục hoặc diệt vong trong thời gian ngắn nhiều quận thành ở hạ quốc bắt đầu hỗn loạn nhưng những điều này đều không quan trọng. Thiên Ma Tông đã cử một số người đi giải quyết, người dẫn đầu là Trần Tiểu Tiểu, Hắc Bào. Việc chính quan trọng hơn là, theo lệnh của Tông chủ Thiên Ma Tông Trương Đại Ma Đầu, trưởng lão Hùng Vô Địch, Diệu Ly dẫn đầu gần 10 vạn đại quân vệ thành tiến đến tử chiến lĩnh, tiêu diệt tàn dư Hồng Tông, đánh chiếm Tông môn Hồng Tông. Trận chiến này, ai cũng tưởng sẽ là một trận chiến lớn, một trận chiến ác liệt. Kết quả không ngờ, chỉ năm ngày sau, Tàn Dư Hồn Tông đã tháo chạy khỏi tử chiến lĩnh, thương vong vô số. Nghe nói còn chưa giao chiến, Trương Đại Ma Đầu chỉ dùng một hư ảnh đã giải quyết được ma tu còn lại của Hồn Tông, những kẻ còn lại hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, căn bản không phải là đối thủ của Đại Quân Thiên Ma Tông. Lại qua năm ngày, 10 vạn Đại Quân Thiên Ma Tông đánh vào cửu hồn Sơn Mạch, Dùng cách kiểm tra từng tất đất mà tìm ra được sào huyệt của hồn tông, nhất cử đánh vào những ma tu còn lại của Hồng tông kẻ chết thì chết kẻ đầu hàng thì đầu hàng cuối cùng còn một số kẻ ngoan cố thì chạy đến dưới chân núi duy long ảo tưởng chờ tông chủ Hồng tông trở về cứu họ đáng tiếc ý tưởng thì đẹp đẽ nhưng hiện thực thì tàn khốc cái chết thì rất thảm dưới chân núi duy long ma tu của thiên ma tông đã mai phục từ trước bọn người này vừa đến đã trúng phục hoàn toàn chết thảm suy nghĩ trước khi chết bọn họ vẫn còn nguyền rủa trương đại ma đầu sao mà đoán được hết thế này còn trương đại ma đầu ở xa tận kinh thành khi nhìn thấy chiến báo này chỉ nói rằng không liên quan đến ta bọn ngu này rõ ràng biết tông chủ hồn tông bị vây ở đây thiên ma tông chắc chắn phải có chuẩn bị rồi mình tự chạy đến chịu chết còn có thể trách bản tông chủ sao ngươi đây là cưỡi lên cổ diêm vương mà ị xem diêm vương cho ngươi chết như thế nào giải quyết xong đám rác rưỡi hồn tông này nhanh chóng như vậy các ma tông chính đạo tông môn ở hạ quốc đều hoàn toàn phục tùng bọn họ dù có lợi hại đến mấy thì cũng không lợi hại bằng hồn tông bất kể là ma tu hay chính đạo đều theo hồn tông và nguyên môn sau vài trận đại chiến ở tử chiến lĩnh cao thủ đều đã tử chiến hết rồi ai bây giờ bọn họ ngoài đầu hàng thì chỉ còn cách chạy trốn chưa đầy một tháng những tông môn này nên quy hàng thì quy hàng, nên cút thì cút. Thỉnh thoảng có vài kẻ muốn vùng vẫy, nhưng sau khi động thủ với Trần Tiểu Tiểu, đều lần lượt chọn đầu hàng. Không còn cách nào khác, Thiên Ma Tông chỉ phái một cô gái đến, mà nàng lại lợi hại như vậy. Đúng là cảnh giới đăng long viên mãn. Nếu Trương Đại Ma Đầu đích thân đến thì còn đánh đấm gì nữa chứ, chẳng phải nghe nói Trương Đại Ma Đầu một mình đã diệt nguyên môn rồi sao, đăng long cảnh, bá nguyên cảnh thì có bao nhiêu, Trương đại ma đầu ăn họ còn chẳng thèm nhã xương. Đầu hàng, đầu hàng. Dù sao thiên ma tông cũng đã nói, đầu hàng thì không giết. Chỉ cần chịu gia nhập thiên ma tông, bất kể là tu sĩ chính đạo hay ma tu đều có thể giữ mạng. Sau đó là đến những thủ đoạn khống chế người hoàn toàn của ma tu, độc đan, hiến hồn, cấm chế. Sau khi hoàn thành tất cả, coi như chính thức gia nhập, chờ thiên ma tông phân công nhiệm vụ cho họ dù sao cũng là những người đã tu luyện, có tu vi trong người, cho dù bắt đi cày ruộng cũng tốt hơn người thường. Trương đại ma đầu đương nhiên là phải tận dụng hết người, tận dụng hết của. Còn về thủ đoạn, không quan trọng, hai tháng sau, các tông môn ở Hạ Quốc cơ bản đã bị thanh trừ. Những kẻ trốn thoát thì mặc kệ, cứ để chúng chết ngoài biển, chết trong sa mạc, chết trong vùng hoang vu. Còn những kẻ chịu đầu hàng gia nhập, trực tiếp khiến thiên ma tông lại mạnh thêm một bước. Trương đại ma đầu lại ra tay, triệu tập tất cả tu sĩ có tu vi từ võ cảnh trở lên, toàn bộ đến Duy Long Sơn, chuẩn bị đối phó với tông chủ Hồng Tông. Đợi tông chủ Hồng Tông xuất hiện, trương đại ma đầu sẽ tặng cho hắn một bất ngờ lớn. Cho dù phải dùng người chất thành đống, cũng phải chất chết hắn. Còn những kẻ tu vi không đủ, đều bị đuổi đi làm việc. Xây cầu đắp đường, trồng trọt khai hoang, đào thang đào quặng, trồng trọt đánh bắt, phân công tại chỗ phải nói là tay sai không tốn tiền dùng đúng là tốt trong lúc nhất thời cả nước xôn xao tu sĩ giúp trồng trọt bắt lợn sửa đường bắt cầu đây đúng là lần đầu tiên nhiều lão nông đều ngây người việc đáng lẽ phải làm trong vài ngày có một tu sĩ biết thuật lực đất đến chỉ vài lần là cày xong sau đó lại đến nhà khác cũng không lấy tiền cũng không lấy đồ điều này hoàn toàn khác với những tu sĩ mà họ biết sao những tu sĩ cao cao tại thượng lại bị kéo đến làm việc thế này đặc biệt là tu sĩ chính đạo đây đúng là lần đầu tiên trong lúc nhất thời cả làng đều đến xem ma tu của thiên ma tông cầm roi đứng bên cạnh nhìn cười rất vui vẻ những việc khác thì không cần nói như khai sơn phá đá gì đó tự có tu sĩ đến làm tiến độ nhanh tiêu chuẩn cao các lão nông xem xong đều khen hay tân quân đường tiêu nhìn bản báo cáo của người bên dưới mà ngây người nhìn tình hình này hôm nay chắc chắn sẽ được mùa bội thu hơn nữa có sự giúp đỡ của các tu sĩ bách tính các quận đều khen ngợi có câu tân quân tân khí tượng danh tiếng cũng tăng vọt báo cáo những điều này lại cho trương đại tông chủ trương mạc cũng rất hài lòng nói rằng sau này chuyện như vậy có thể làm lại hàng năm nhân tiện trương mạc còn quyết định sẽ tiếp tục phát hành công pháp tu luyện cơ bản thông qua hỗn nguyên báo cho thiên hạ sau này việc của hạ quốc tạm định là chuyện bình thường do triều đình quản lý việc của tu sĩ thì giao cho thiên ma tông quản lý mỗi thôn mỗi huyện đều lập ra đường sự vụ của thiên ma tông theo quy định cũ của thiên ma tông chỉ là sau này chỉ quản lý tu sĩ những việc vặt khác cứ giao cho triều đình không giải quyết được thì báo lên thiên ma tông Cách này, coi như là trương mạc tự mình nghiên cứu ra. Còn có thể được không, kệ chứ, không được thì sửa lại thôi. Dù sao thì cũng chẳng ai dám nói gì. Trương Đại Tông chủ nghe thuộc hạ báo cáo, vừa ăn chân gà vừa khoát tay nói không quan trọng, đều không quan trọng. Dù sao thì ai dám gây phiền phức cho ta, ta sẽ giết chết. Thơ mới ra lò, do đó ghi chép. Bài thơ đi ị, đêm qua tinh thần đêm qua phong. Đi ị thổi cái mông đau nhất. Cho tới bây giờ ba canh không cần xí. Hôm nay ngồi sổn mặt trời mọc đông. Nghĩ đến nhân sinh tự nhiên này. Có khi dừng lại có khi tuôn ra. Chỉ cần trên dưới đều là động lực. Cuối cùng thành kim một con rồng. Trích từ chương 6476, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Thời gian trôi qua rất nhanh tông chủ Hồng tông vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện còn các vị của thiên ma tông thì cứ như những người bố già đang chờ sinh nở thậm chí còn muốn chạy đến núi duy long để hét lên ra đây đi ngươi mau ra đây đi kinh đô lý đại trưởng lão dẫn theo một đám ma tu lão làng đến ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa cao lớn lý trưởng lão vung tay từ bên trái sang bên phải rồi lại quẹt từ bên phải sang bên trái ở đây còn ở đây nữa sau này đều là của chúng ta. Lý đại trưởng lão chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt ngơ ngác của mọi người trên phố, phấn khích lắc đầu lắc cổ. Vài tháng trước, ở lại Thanh quận, Lý đại trưởng lão thực sự lo lắng từng ngày. Ngày nào cũng phải hỏi thăm tình hình của tông chủ. Không còn cách nào khác, sợ quá. Hồng tông và Nguyên môn đều không phải dễ chọc. Tông chủ trông thì có vẻ liên minh, nhưng thực ra mọi người đều hiểu chỉ là muốn ngồi trên lửa mà hái hạt dẻ mà thôi lý đại trưởng lão lo lắng đến mức thời gian đó không lấy vợ lẽ người gầy đi mất nửa cân đúng là nửa cân bây giờ thì tốt rồi cả hạ quốc đều là của thiên ma tông chúng ta không phải là phải đắc ý sao không nói đến chuyện gió nổi sóng ngầm thì cũng phải thấy cây mà đạp ba lần trước khi đến lý đại trưởng lão đã suy nghĩ kỹ rồi những con phố trọng yếu nhất của kinh đô người đều phải nắm trong tay mở cửa hàng mở cửa hàng đắt nhất xây nhà xây tòa nhà cao nhất nghe những bản nhạc hay nhất chỉ là ngươi đến muộn tông chủ đã nhường ngôi hoàng đế cho tên đường tiêu kia nói đến đây lý đại trưởng lão tức đến đầy bụng đường tiêu kia tính là cái thá gì chẳng phải là tên nhóc mà hắn đã đích thân dạy dỗ sao không xứng đáng làm thuộc hạ của hắn chỉ là một thằng nhóc con đã trở thành hoàng đế rồi còn gì là tân quân hoàng đế được dân chúng yêu mến nhất vớ vẩn toàn là vớ vẩn hắn phải nói rõ ràng với tông chủ một người như vậy có thể làm hoàng đế sao tất nhiên là không được rồi khi làm hoàng đế nhất định phải có dung mạo uy nghiêm trong ngực có tài trong ngực có mưu lược trong bụng có thế giới nhìn khắp toàn bộ thiên ma tông thì chỉ có thể là bản trưởng lão này thôi đến lúc đó bản trưởng lão sẽ nạp cho mình 3.000 mỹ nữ hậu cung, rồi tổ chức tuyển phi toàn quốc. Ôi! Suy nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Lý trưởng lão đột nhiên rùng mình, sau đó tỉnh táo lại một chút. Thôi, trước tiên hãy tìm tông chủ, những chuyện khác có thể bàn sau. Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng lý trưởng lão cũng đến nơi ở của tông chủ. Nơi đây, nghe nói chính là di chỉ cũ của nguyên môn, bây giờ đã treo biển hiệu mới. Thánh Tông, Ma Tu đứng ở cửa đón tiếp, vừa nhìn thấy Lý trưởng lão đến, vội vàng chạy ra đón. "Lý gia, ngài đến rồi, Lý trưởng lão, cuối cùng ngài cũng đến rồi." Đỡ xuống ngựa, vô cùng nhiệt tình. Lý trưởng lão cười nói được, "Được." "Các ngươi còn có thể nhận ra bản trưởng lão?" Mắt tinh thật, một vị yêu tu cười nói Dương trưởng lão nói, "Ngươi nhìn thấy kẻ khốn nạn nhất, nhất định chính là Lý trưởng lão ngươi." lý trưởng lão lập tức thu lại nụ cười vừa rồi ngươi nói gì cơ ma tu kia lập tức biết mình lỡ lời vội vàng sửa chữa người vĩ đại nhất vĩ đại vậy mới đúng chứ lý trưởng lão hài lòng vỗ đầu hắn sau đó bước vào trong lúc này nguyên môn đã thay da đổi thịt tràn ngập khí tức riêng biệt của tông môn ma tu khụ khụ ai làm ra làn khói độc này vậy xông tận ra cửa rồi để bản trưởng lão bắt được thì đánh chết hắn vội vàng đi về phía chính điện liếc mắt đã nhìn thấy bên trong dương sở và lão cẩu đang bàn bạc chuyện gì đó cô hai vị lâu lắm không gặp lý trưởng lão bước vào dương sở và lão cẩu lập tức nở nụ cười đứng dậy lão lý ngươi cuối cùng cũng đến rồi đã đợi ngươi lâu rồi tế đàn của tông chủ đã mang đến chưa còn quái thạch thì sao tông chủ đều đang đợi hai người liên tục hỏi lão lý cười nói đã mang đến đã mang đến đều đã mang đến rồi quái thạch đã sớm đưa cho tông chủ gần hết rồi đây là lô cuối cùng tông chủ đâu ta muốn gặp tông chủ lão cẩu phe phẩy quạt nói tông chủ bế quan luyện bình rồi tạm thời ngươi không gặp được đâu lão lý trừng mắt nói không gặp được sao không được đâu lần này ta nghe nói có một phần công lao rất lớn của ta hai người có phải đã chia hết đồ đạc rồi không có để lại cho ta một phần không dương sở vội vàng nói có tất nhiên là có người đâu Mang đồ mà ta để lại cho lý trưởng lão ra đây. Ma tu bên dưới vội vàng khiên một cái rương lên. Hôm nay đọc xong truyện, con quả uống nước. Không khó để nhận ra, theo như cách nói của câu chuyện này. Tinh vệ lớp biển, hẳn là để uống được nước biển. Trích từ chương 2203, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Lý trưởng lão trợn mắt nói cái quái gì thế? không phải là muốn lấy chút vàng bạc để qua mặt ta chứ. Đường tiêu chính là người của ta, hắn đã làm hoàng đế rồi, ta ít nhất cũng phải là hoàng hậu. Chứ, phỉ phỉ phỉ, đáng lẽ phải là thái thượng hoàng mới đúng. Lão cẩu cười nói thái tử thì có phần của ngươi. Ngươi đừng có mơ tưởng hảo huyền, ta với lão dương đều chưa có chức tước gì cả. Lý trưởng lão mở cái trương ra, trong nháy mắt một cái đầu trọc rất lớn đập vào mắt. Xác chết, xác chết của ai sao lại đưa cho ta ta lại không nuôi lợn tóm lại là lão lý ta không hài lòng dương sở khẽ nói đây chính là thi thể của hoàng tuyền cốt ma bán quỷ ngươi hiểu mà nghe vậy ngươi lão lý lập tức ôm lấy cái đầu trọc có chắc là của hoàng tuyền cốt ma không tất nhiên rồi sẽ không lừa ngươi đâu lý trưởng lão cười tươi như hoa lúc này mới gật đầu hài lòng có một thi thể mạnh như vậy ở cảnh giới bá nguyên hơn nữa còn là bán quỷ chi thân, hắn sẽ luyện chế thêm một chút, rồi dùng một số nguyên liệu nào đó để niêm phong lại, biết đâu lại có thêm một thuộc hạ đắc lực. Cảnh giới bá nguyên thì không cần nghĩ nữa, nhưng cảnh giới đăng long thì chưa chắc. Lý trưởng lão cười nói hai người các ngươi, để lại thứ tốt như vậy cho ta. Bản thân chắc chắn đã kiếm được thứ tốt hơn rồi. Nói đi, của Nguyên Môn, của Hồng Tông, của Triều Đình, hai người các ngươi rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu? Dương sở đáp bao nhiêu thì không biết. Nhưng thêm một tháng nữa, ta muốn thử đột phá cảnh giới đăng long. Lão cậu cũng cười nói ta cũng gần rồi, biến thứ ba của quỷ thần thập bát biến, cũng sắp rồi. Lý trưởng lão lập tức đập chân dậm ngực nói biết thế ta cũng đi, trong nhà cái gì, chẳng có lợi lộc gì cả, đều bị mấy kẻ vô lương tâm các ngươi lấy hết rồi. Để lại cho ta toàn là đồ bỏ đi. Dương sở nhìn ngươi lão lý diễn một màn, không khỏi bật cười lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sương ni nhi chạy vào nói lý trưởng lão trương ca bảo ngươi qua đó một chuyến mang theo tế đàn lý trưởng lão nghe vậy lập tức thu lại những giọt nước mắt vô giá trị vội vàng gật đầu nói tông chủ muốn gặp ta à ta đi ngay đây sương ni nhi tiếp tục nói còn nữa trương ca nói mang theo cả tử hoàng kia đi hắn muốn gặp tử hoàng lý trưởng lão ngạc nhiên quay đầu nhìn dương sở và lão cẩu nói nàng rơi vào tay chúng ta rồi à dương sở gật đầu nói đúng vậy hùng vô địch đến hồn tông bắt được mới đưa về không lâu đưa đến cho tông chủ xem đi bí cảnh trương đại tông chủ gần đây rất bực bội chế tạo cái bình lớn càng làm lớn thì càng mệt hơn nữa cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ thành công kể từ sau khi giao chiến với tên người chim của thần cung đó trương đại tông chủ đau đớn tự trách cảm thấy cái nắp bình này vẫn rất cần thiết lần trước không có nắp bình, bị tên người chim thần cung đó, một chiêu, gọi gà lên trời, thiêu thảm. Khoan đã, chiêu đó gọi là tên này sao, gà gọi trời sáng, trời sáng gà gọi, gà trời gọi sáng. Dù sao thì đại khái cũng là ý này. Để tránh bản thân lại bị thiêu thành gà rán, Trương Đại Tông chủ quyết định trên chiếc bình lớn kiểu mới, sáng tạo thêm cơ quan nắp bình. Có thể thông qua cơ quan để mở đóng, như vậy có thể phát huy được khả năng phòng ngự các đòn tấn công trên không thứ hai trương đại tông chủ còn định thêm cho chiếc bình lớn một số thủ đoạn tấn công mới trương mạc trước giờ vẫn luôn suy nghĩ chuyện chế tạo cho chiếc bình lớn một số vũ khí các loại tăng cường khả năng tấn công bây giờ thấy ý tưởng này rất ngu ngốc chiếc bình lớn lại không biết bất kỳ chiêu thức nào công pháp nào nó vẫn dựa vào lực lượng và tốc độ để giành chiến thắng vũ khí lạnh tăng cường lực lượng có hạn trừ khi có thể để chiếc bình lớn tự mình cầm cây đại thụ sau đó quét ngang thiên quân đã không tự mình giải quyết được trương mạc liền định đi đường vòng dùng những quảng khoáng có linh nguyên khí tức này chế tạo ra chiếc bình lớn bản thân nó sẽ có khí tức linh nguyên mạnh mẽ có thể nghĩ cách nào đó để khi chiếc bình lớn chiến đấu có thể sử dụng khí tức linh nguyên này ví dụ như đấm xuống bao phủ khí tức linh nguyên mạnh mẽ có thể tạo ra hiệu quả sát thương diện rộng hoặc khi chạy có thể kích hoạt khí tức linh nguyên khiến tốc độ của chiếc bình lớn càng khủng khiếp hơn thậm chí đến cuối cùng nếu chiếc bình lớn có thể giống như đám quái thạch dựa vào khí tức linh nguyên phóng ra những quả cầu đá lớn thì tốt rồi hiệu quả đó chắc chắn là kinh người lại có người chim gì đến đều có thể giết chết bằng một chiêu ý tưởng thì rất hay nhưng chế tạo ra thì rắc rối vô cùng chỉ riêng việc làm sao để chiếc bình lớn có thể sử dụng khí tức linh nguyên một cách trôi chảy, Trương Mạc đã cảm thấy não mình như đang bốc cháy. Nếu không phải gần đây hùng vô địch, Diệu Ly mang về từ Hồng Tông không ít sách về ma ấn, Trương Mạc đều cảm thấy mình sắp từ bỏ rồi. Phải nói, những cuốn ma ấn thư này, nghe nói đều là bảo vật tuyệt mật nhất của Hồng Tông, cấm chế cấp giữ đều là cấp cao nhất. Trương Mạc cũng xem những cuốn sách này mới biết, hóa ra chiếc bình do mình chế tạo, thực ra cũng là nhờ ma ấn mới có thể sống lại. Hơn nữa, ma ấn sử dụng vẫn là loại cao thâm nhất, tên là sinh tử ma ấn. Trương Mạc vuốt cầm, suy nghĩ rất lâu, mới xác định được những gì viết trong sách không phải là giả. Cô, xem ra ma thần cũng khá hào phóng, tặng cho thứ hàng cao cấp này, chỉ có điều bao bì thì quá tệ, đổi lại thì sớm muộn gì cũng vứt cái bình ước nguyện này vào sọc rác như một kỹ năng vô dụng cũng may là bản tông chủ ta có đầu óc linh hoạt. Luôn không từ bỏ kỹ năng này. Tất nhiên, nếu ngươi nói rằng bản tông chủ ta lúc đó nghèo đến nỗi chỉ có hai kỹ năng, không thể không dùng thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mấu chốt vẫn là đầu óc linh hoạt. Ho khang, về sau thì cứ nói thế này, đừng nói gì đến chuyện chỉ có hai kỹ năng nữa. Nghiên cứu ma ấn nhất thời, Trương mặt hiện đang trong giai đoạn nhập môn. Nói chính xác hơn thì là, cửa vào còn chưa tìm thấy. Nhưng Trương Mạc không hề sợ hãi, người khác nghiên cứu ma ấn còn phải lo lắng vấn đề nguyên liệu. Còn hắn thì không cần lo lắng chuyện này. Nổi bật lên là sự giàu có, lãng phí. Dùng tiền chất đống, cũng phải học cho thành thạo cái trò ma ấn này. Có tiền thì thích làm gì thì làm. Thực ra Trương Mạc cũng có chút toan tính. Với tư chất tu luyện của hắn thì, mặc dù vẫn đang trong quá trình tăng tiến, nhưng hiện tại vẫn còn thảm không nở nhìn. Muốn dựa vào sự chăm chỉ tu luyện để tăng tiến thì đừng hòng, bản tông chủ ta cũng không phải là người chăm chỉ gì. Còn về trình độ công pháp của hắn thì, đến giờ vẫn chưa học được một chiêu nào, ngay cả chiêu hắc hổ đào tâm, chó giữ chụp mồi cũng không biết, bản tông chủ ta cũng không phải là người thích học hành gì. Cái quan trọng nhất vẫn là khả năng phòng thân của hắn, ngoài một lệnh bài ra thì những thứ khác cơ bản là không có còn về việc dựa vào thuộc hạ hừ hừ thuộc hạ đáng tin cậy thì lợn nái sẽ biết leo cây bản tông chủ ta cũng không phải là người thích lợn gì bởi vậy nếu có thể học được ma ấn thì sau này có thể dùng trên người mình không ra ngoài mang theo nhiều bảo vật có khí tức linh nguyên một chút bản tông chủ ta cũng có thể phóng ra một quả cầu đá hay gì đó chẳng phải rất tuyệt sao cảm giác dùng tiền đập chết người vẫn rất tuyệt ủng hộ suy nghĩ như vậy trương mặt hiếm khi chăm chỉ nỗ lực nghiên cứu, học tập đến chết đi sống lại. Còn về thành quả, kho khang, đừng có nhắc đến chuyện không đâu không trốn được không. Chưa từng nghe câu đó sao? Tương lai tươi sáng, con đường quanh co, nói nhiều sẽ bị đánh chết. Thật sự sẽ đánh chết ngươi đấy, tông chủ. Phía sau truyền đến tiếng gọi, nghe giọng điệu dâm đảng này thì biết là ai. Những con quái thạch bên cạnh lần lượt tản ra, tạo thành hình sóng dưới chân trương mạc, sau đó đưa hắn trở về mặt đất. Chỉ liếc mắt một cái, Trương Mạc đã nhìn thấy nụ cười nịnh nọt của lão Lý, lập tức rút lệnh bài ra, phóng to, kéo dài, chặn trước mặt lão, tránh cho lão già này lại đến chùi mũi vào quần đùi của bản tông chủ ta. Tông chủ, nhiều ngày không gặp, ngài lại càng vĩ đại rồi. Khí thế bức người trên người ngài khiến ta cảm thấy run rẩy. Dáng vẻ bức người của ngài, mãi mãi in sâu trong tim ta, ngài bức người. Được rồi, được rồi, nói nhảm sau đi, để ngươi nói thêm một lúc nữa thì ta đã đi uống trà với Diêm Vương rồi. Còn nữa, tờ giấy ngươi lén lấy ta đều nhìn thấy hết rồi đấy. Lần sau chú ý, Trương Mạc ngắt lời nịnh hót của Lão Lý. Chỉ dựa vào lời nói sung thì ai chịu được chứ. Lão Lý rất nhanh tiếng lên nói tông chủ tuy rằng viết trên giấy, nhưng đều là từ trong lòng của ta. Nếu để ta trở thành hoàng đế, ta nhất định sẽ coi ngươi như hoàng đế. Trương Mạc liếc nhìn Lão Lý, nói thôi đi ngươi làm hoàng đế nữ tử khắp thiên hạ đều phải chạy mất dép ngươi không sợ kiệt sức mà chết sao tế đàn đâu mang tới chưa lão lý gật đầu lia lịa nói đã mang tới đã mang tới rồi trương mạc gật đầu nói chờ lát nữa chuyển ra sân sau cho ta đúng rồi tử hoàng đâu lão lý nghe vậy liền vội vàng ra hiệu phía sau mấy tên ma tu đẩy tử hoàng vào bí cảnh để tử hoàng tự đi về phía trương mạc trên người bị trói một vòng xiềng xích cấm chế và thuốc độc khiến mặt tử hoàng tái nhợt, máu huyết tiêu tan. Quần áo vẫn còn chỉnh tề, tóc hơi rối một chút. Tử hoàng chậm rãi bước đến trước mặt trương mạc. Mang theo chút sợ hãi, chút không cam lòng. Tử hoàng nói gặp qua trương tông chủ, trương mạc mỉm cười nhìn tử hoàng nói tử hoàng cô nương, lại gặp mặt rồi. Từ biệt ở hắc phong lĩnh, tử hoàng cô nương đã gây không ít phiền phức cho bản tông chủ nhỉ. Heo ma gì đó, Chính là ngươi viết phải không? Hôm nay lúc ăn cơm, bản tông chủ đã suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng. Liệu có khả năng tuổi thọ của chúng ta thực ra chỉ còn vài ngày nữa không? Chỉ là dựa vào việc không ngừng nuốt chửng sinh mạng của những người khác để kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Suy nghĩ đây, bản tông chủ đã tự tác mình một cái. Quá tội lỗi. Ăn cơm sao có thể không tập trung? Trích từ chương 3491, nhật ký của ta thiên địa vô thượng thánh ma trương ma thần không phải không phải trương trưởng môn đã hiểu lầm người viết bài cho thánh đạo báo rất nhiều ta chưa từng viết gì về trương ma đôi mắt của tử hoàng đang run rẩy lúc này mặc dù trương mạc chỉ bình tĩnh nói chuyện với nàng nhưng tử hoàng thực sự có thể cảm nhận được từ trên người trương mạc không ngừng tỏa ra khí thế mạnh mẽ cho đến tận bây giờ tử hoàng vẫn cảm thấy như đang trong mơ hồn tôn mạnh mẽ vậy mà lại bị diệt vong trong tay trương đại ma đầu nhớ lại lần đầu tiên gặp trương đại ma đầu trương đại ma đầu lúc đó tuy cũng rất mạnh mẽ cũng rất cẩn thận nhưng tuyệt đối không có khí phách như ngày hôm nay nhìn dáng vẻ của trương đại ma đầu lúc này nụ cười tự tin ánh mắt tà mị cũng như việc ngoáy mũi mà vẫn có dáng vẻ như vậy trương mạc ngoáy mũi xong thì lau tay vào người lão lý rồi nói tiếp không phải ngươi thì tốt nếu không ta nhất định sẽ tìm cách biến ngươi thành trư ma được rồi tử hoàng cô nương người sáng mắt không nói lời tào lao hãy nói cho ta biết những gì ngươi biết về tông chủ Hồng tôn ngay bây giờ bên cạnh lão lý khẽ nói bên tai trương mặt tông chủ người ta gọi là người quan minh chính đại không nói lời mờ ám trương mặt cồ lên một tiếng rồi nói người quan minh chính đại không nói lời mờ ám ý cũng giống nhau mà nhanh lên nào tử hoàng cô nương bản tông chủ đang rất bận. Tử Hoàng nghiến chặt răng, dường như vẫn còn chút dãy dụa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trương Mạc đã đánh tan trong lòng của nàng. Nếu không nói, ta sẽ giao ngươi cho lão Lý. Người trẻ tuổi đừng quá trẻ tuổi, Tử Hoàng kinh hoàng liếc nhìn lão Lý. Lão Lý lập tức phấn khích nói không trẻ thì còn gọi là người trẻ tuổi sao. Ha 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 ha. Tử Hoàng vội vàng nói ta nói, ta nói nhưng ta cũng chỉ biết một chút về tông chủ hồn tôn dù sao thì ta cũng chưa ở trong hồn tôn bao lâu trương mạc bình tĩnh nói biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu chọn những điều quan trọng nhất để nói tử hoàng nói ta biết tại sao tông chủ hồn tôn lại đột phá chính là hắc ảnh đã tìm thấy sinh linh ma ấn trong phủ của ngài và giao cho tông chủ hồn tôn hắn mới bế quan đột phá trương mạc trợn mắt nói cái quái gì vậy Chuyện vớ vẩn này thực sự liên quan đến bản tông chủ sao? Sinh linh ma ấn, trương mặt quay đầu nhìn chiếc bình của mình, trong lòng thầm nghĩ sự thật là như vậy sao? Ôi, tông chủ hồn tôn này, lão già này sao chết đồ mà không trả tiền? Quá đáng rồi. Hắc ảnh là ai? Trương mặt lại hỏi, hắn thực sự không nhớ ra có người như vậy. Chẳng lẽ còn có cao thủ ẩn nút trong phủ của hắn, tử hoàng từ từ nói, chính là Hắc bì, trương mạc lúc này mới vỡ lẽ khinh thường nói hắc bì thì cứ nói là hắc bì đi nói gì hắc ảnh thật là đúng rồi hắc bì đâu tử hoàng nói đã tử trận trương mạc xoa cằm thầm tiếc đồng thời cũng suy nghĩ việc tông chủ hồn tôn đã đột phá nhờ vào sinh linh ma ấn của hắn vậy chẳng phải là hắn cũng học được cách tạo ra bình lớn sao điều này có thể không tử hoàng nhìn trương mạc nhíu mày còn tưởng rằng thông tin mình đưa ra trương đại ma đầu có chút coi thường tử hoàng lại nhanh chóng nói tiếp ta còn biết tông chủ hồn tông có được sinh linh ma ấn không đầy đủ bởi vì hát bì đã không lấy hết thật sao trương mạc lộ ra nụ cười thích thú tin tức này lập tức khiến hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện có lẽ nói không chừng có thể dựa vào đây để lừa gạt tông chủ hồn tông thêm một lần nữa gật đầu trương mạc nói rất tốt tin tức ngươi cung cấp rất có giá trị bản tông chủ còn khá hài lòng Vậy thế này, cho ngươi hai con đường, một con đường chết. Một con đường, theo bản tông chủ làm nghề cũ của ngươi, tiếp tục viết bài cho báo. Tử Hoàng còn có thể nói gì, nếu nàng muốn chết, đã chết trong trận chiến ở Hồng Tông từ lâu rồi. Bây giờ bị bắt, lựa chọn duy nhất của nàng chính là khuất phục. Quỳ xuống một chân, Tử Hoàng nói thuộc hạ nguyện ý khuất phục, mong tông chủ thu nhận. Trương Mạc nói không tệ, biết thức thời là tốt. Sau này ngươi theo lão Lý đi. Lão Lý, vị đại tướng báo chí này, ta để lại cho ngươi. Ngươi phải làm cho hổn nguyên báo thật tốt cho ta. Sao, lão Lý nghe thấy tử hoàng vẫn trở thành cấp dưới của mình, lập tức mừng rỡ không xiết. Ngay cả lời nói đùa của tông chủ cũng lười sửa, liên tục gật đầu nói được tông chủ, ta nhất định sẽ làm cho nàng ta tốt lên, không phải là làm cho báo hổn nguyên tốt lên. Biết bản tông chủ trên giường lợi hại đến mức nào không, nói dọa chết các ngươi. Bản tông chủ có thể nằm dài trên giường, ăn uống nằm chơi cả tháng. Tuyệt đối không xuống giường. Trích từ chương 1926, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Trương Mạc nghe thấy không ổn lắm, nhưng cũng lười nói nhiều, vung tay, để hai người cút đi, bên này mình còn bận lắm. Tử Hoàng cúi người lui xuống, nhưng lão Lý lại không có ý định đi. Tông chủ, ta còn muốn nói một chuyện, đừng tiêu hắn. Trương Mạc trực tiếp nói cút, lão Lý lập tức chạy mất. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của hắn, Trương Mạc đã biết hắn muốn đi ị, đuổi hết những kẻ nhàn rỗi, Trương Đại Tông chủ còn phải tiếp tục làm việc. Ngày mai còn phải tranh thủ thời gian, đi tìm ma thần để nói chuyện, xem có thể kiếm thêm một kỹ năng nào không. Đau đầu quá, tiền này không giữ được, dù là ma thần hay bình lớn, đều là những kẻ tiêu tiền. Kẻ nào cũng háo ăn hơn kẻ nào. Ma thần ơi ma thần, ngươi có thể cho ta một kỹ năng kiếm tiền không? Tiền đến, tiền đến. Tiền từ khắp mọi nơi đến, từng giây từng phút đến. Đến như mưa rào. Bên ngoài bí cảnh. Dương sở và lão cẩu đang cười nói chuyện vui vẻ. Từ Nam Chí Bắc, từ cuộc sống đến Tu Vi, cuối cùng là nói đến nữ tử, từng trọng điểm là nói về nữ tử. Đang nói chuyện vui vẻ, bên ngoài đột nhiên có ma tu chạy vào. Trưởng lão, bên ngoài có sứ giả cầu kiến, nghe thấy hai chữ sứ giả, Dương Sở và lão Cẩu lập tức đứng dậy. Bây giờ hai người nghe thấy sứ giả, gì đó, cảm thấy giống như ăn phải phân vậy. Sứ giả gì? Của thần cung sao? Mau thông báo cho tông chủ, lại đến nữa sao? Không có hồi kết à? không thể yên ổn được mấy ngày sau, dương sở và lão cẩu mặt mày hoảng hốt, ma tu vội nói không phải của thần cung. Nghe nói là của hàng lẫm quốc. Hàng lẫm quốc ư, dương sở và lão cẩu nhìn nhau, dường như cả hai đều chưa từng nghe đến. Lấy bản đồ lại đây, hai người trước tiên lật bản đồ ra, cẩn thận xem xét một lượt. Cuối cùng, dương sở có thị lực tốt hơn một chút, rốt cuộc cũng tìm thấy. Đây này, đây này, bên ngoài tuyết vực, một trong ba quốc gia phương Bắc, hàng lẫm quốc, một quốc gia nhỏ bé, sứ giả của họ đến đây để làm gì, hai người chậm rãi ngồi xuống, tỏ vẻ không hiểu. Ma Tu nói hai vị trưởng lão, nghe ý của hắn ta là, hắn ta đại diện cho ba quốc gia phương Bắc mà đến. Muốn chúng ta giao nộp tuyết vực, nếu không sẽ phải động binh với chúng ta. Cái gì cơ? Dương sở trừng mắt nói. Lão cẩu thậm chí còn cười phá lên chuột mà lại vuốt râu mèo, đúng là không muốn sống nữa. Ngươi hãy để cho sứ giả đó vào đây, ta nghe xem có chuyện gì. Còn muốn chiếm tuyết vực, đúng là phản rồi. Đợi đã, tuyết vực là của chúng ta. Dương sở lắc đầu nói không biết. Mời sứ giả hàng lẫm quốc tiến lên, trưởng lão triệu kiến, cửa ra vào, ma tu nhận được lệnh ngẩng đầu cất cao giọng nói. Sau đó nhường đường, để vị sứ giả hàng lẫm quốc này vào cửa một thân áo xanh, mặt như ngọc. Một tay cầm văn thư, bước nhanh vào trong. Đôi mắt như điện, từ lúc vào cửa, vẫn luôn nhìn khắp nơi, dường như đang thẩm định mọi thứ. Bất kỳ ai bị ánh mắt hắn nhìn trúng, đều cảm thấy mình như bị nhìn thấu vậy. Có cảm giác như không mặc quần mà đi ra ngoài. Không khỏi lập tức quay đầu nhìn hắn. Người này là ai vậy? Một số ma tu hoảng sợ lùi lại, không muốn bị hắn nhìn nhiều nữa còn một số ma tu thì trực tiếp tiến lên, dường như rất thích ánh mắt này. Ôi chao, cảm giác không mặc quần thật sướng, ma tu vây xem ngày càng đông, sắp chặn hết cả đường rồi. May mà ma tu dẫn đường lớn tiếng nói cút hết đi, cút hết đi, đây là sứ giả hàng lẫm quốc, trưởng lão muốn gặp. Làm lỡ thời gian, cẩn thận trưởng lão treo các ngươi lên cột cờ thổi thành thịt khô, sau khi hét lên như vậy, đám ma tu vây xem mới tản đi. Sứ giả ánh mắt hơi thay đổi, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là tông môn ma tu, biến thái thật nhiều. Nhưng tu vi thì thật là thấp kém. Không hiểu sao Mão Nhật lại chết ở đây, không sai, vị sứ giả này chính là tân thần sứ do thần cung phái tới, hư nhật, tuy nhiên, người tới đây không phải bản tôn mà chỉ là phân thân. Bản tôn của hắn vẫn đang trên đường tới đại hải, còn phân thân thì nhờ vào bí pháp cùng vân phiến công tử của nguyên môn liên lạc, sau đó tìm một vị sứ giả của hàng lẫm quốc để tiến hành chú hồn giống như đoạt xá của ma tu chỉ có một chút khác biệt là sau khi nhiệm vụ kết thúc hắn sẽ thu hồi phân hồn còn vị sứ giả này vẫn có thể sống lại chỉ có vậy thôi mặc dù chỉ là phân thân nhưng thực lực cũng không tệ nhờ vào bí pháp riêng phân thân có thể phát huy được khoảng tám phần thực lực theo tính toán của bản thân hư nhật thì hẳn là đủ rồi tám phần thực lực của hắn cũng đủ để đánh bại mão nhật rồi Nghĩ tới việc đối phó với một tông môn ma tu nho nhỏ thì không thành vấn đề, huống hồ hắn còn đang ở âm thầm. Hiện tại đã tới Hạ Quốc, tiến vào sào huyệt của ma tông. Tình hình cũng không khác mấy so với tưởng tượng của hắn. Chỉ là một đám ma tu tu vi thấp kém, chỉ cần giơ tay là diệt được. Còn vị trưởng lão ma tu kia thì sao nhỉ, tiến lên phía trước, bỗng nhiên, một tráng hán mặt vuông lọc vào tầm mắt. Ồ! Khí thế này có chút khác biệt, hư nhật khẽ dừng bước nhìn về phía quảng trường tu luyện bên cạnh chỉ liếc mắt là thấy xương ni nhi đang túm lấy một ma tu gào thét đừng đi mà chạy gì chứ ta vừa học được pháp môn cửu thải để ta thử một chút đi hai ma tu bị nàng túm lấy đều sắp khóc rồi trung rẩy đáp phúc tỷ tỷ tha cho ta đi pháp môn cửu thải mà tỷ học rõ ràng là công pháp song tu trong tay tỷ thì lại biến thành công pháp cướp đoạt mất rồi đúng vậy làm gì có ai như tỷ bắt được người là dùng tay hút một cái trực tiếp hút thành người khô héo ta chỉ có chút ma nguyên này tu luyện mãi mới có được phúc tỷ tha cho ta đi phúc tỷ ta quỳ xuống trước tỷ hay là tỷ luyện công pháp khác đi công pháp của tỷ đâu phải là pháp môn cửu thải mà là pháp môn hái ra hè a à. hai ma tu khóc lóc thảm thiết chỉ hận không thể nằm vật ra đất xương đi nhi không thèm để ý nhỏ giọng nói chỉ hút một chút thôi một chút thôi, ngoan nào, trời ơi, tông chủ cứu mạng. Hư Nhật trợn mắt nhìn cảnh tượng này, tận mắt nhìn thấy hai, thanh niên khỏe mạnh, chẳng mấy chốc đã nằm khô héo trên mặt đất, thở hổn hển, thoi thóp như sắp chết. Đây là năng lực gì vậy, hút sạch nguyên khí của người khác mà không ảnh hưởng đến bản thân, ma tu này có chút đáng sợ. Mặc dù hiện tại tu vi chưa cao lắm, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, chắc chắn có thể trở thành một đại ma đầu. Đây tuyệt đối không phải là năng lực có thể đạt được chỉ bằng cách tu luyện công pháp nào đó. Thiên phú, người này có tư chất của ma tôn vô thượng. Ánh mắt hư nhật hơi lạnh, âm thầm ghi nhớ dung mạo của Sương Ni Nhi, nhất định phải giết ma đầy này, hừng hừng, may mà hắn tới sớm. Nếu không thì nếu bỏ qua, sau này sẽ là một phiền phức lớn đến mức nào. Cho thêm 10, 20 năm nữa, chẳng phải thần cung sẽ phải run sợ hay sao, sứ giả, mời đi bên này, tu ma dẫn đường nhìn hư nhật dừng lại, hơi nhíu mày, sứ giả này không phải bị dọa sợ chứ. Ha ha, cũng phải thôi, bất kỳ ai nhìn thấy phúc tỷ cũng sẽ dâng lên nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Hư nhật bước nhanh tới đại sảnh. Vừa vào đã thấy dương sở và lão cẩu ngồi nghiêm trang hai bên. Hư nhật liếc nhìn hai người, trong lòng lập tức nảy sinh thêm vài phần cảnh giác. Người bên trái, thế mà lại có quỷ thủ, hơn nữa còn là thiên nhãn quỷ thủ thứ này ngay cả ở vạn quốc cũng là thứ ma vật cực kỳ tà ác nhất định phải tiêu diệt cũng có thể hấp thụ vật liệu để trưởng thành chỉ có điều là cần phải hấp thụ hồn phách mà thôi loại vật liệu này nếu cứ mặc kệ lại là một tai họa lớn người bên phải còn có vấn đề hơn người khác không nhìn ra nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay trời sinh là ma khuyển cái đầu chó này thật quá chó hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, chắc chắn là ma tu tinh thông pháp thuật biến hóa. Ma tu như thế này, ở vạn quốc, lại là loại tồn tại nhất định phải trừ khử. Nếu không, sẽ tái hiện lại cảnh tượng đáng sợ thiên cẩu nuốt trăng năm xưa. Chuyến này xem ra là đến đúng lúc rồi, hạ quốc quốc heo hút này thế mà lại ẩn chứa nhiều tai họa như vậy. May mà phát hiện sớm, nếu chậm thêm vài chục năm nữa, chẳng phải sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với thần cung sao. Giết, nhất định phải giết sạch tất cả. Hư Nhật một lần nữa ghi nhớ khuôn mặt của Dương Sở và Lão Cẩu, từng người đều được đưa vào danh sách ám sát của hắn. Sứ giả, Lão Cẩu lên tiếng trước, phe phẩy quạt, cười khẩy vài tiếng đại diện cho hàng lẫm quốc đến đây. Sao nào, là hạ quốc chúng ta đắc tội với các ngươi, nên các ngươi đến đây để hỏi tội à, Lão Cẩu không hề khách sáo. Hư Nhật cũng lớn tiếng nói nói thế cũng không phải. Chỉ là đoạn thời gian trước đó, có vài nhân vật lớn của quý quốc đến đây. Họ nói với chúng ta rằng, hạ quốc đã thay đổi, thần khí đã đổi chủ, đã nhiễm tâm ma. Hàng lẫm quốc chúng ta từ trước đến nay vẫn là đội quân chính nghĩa, là quốc gia vinh quang. Chúng ta xấu hổ khi phải làm bằng hữu với những kẻ bẩn thiểu, ghê tởm khi phải làm láng giềng với những kẻ hèn hạ. Bởi vậy, chúng ta đặc biệt đến đây để thông báo cho quý quốc, nếu thực sự là ma tu soán quốc, thì hàng lẫm quốc chúng ta sẽ không cống nạp nữa, còn các ngươi cũng phải giao ra tuyết vực. Lão cẩu và dương sở nhìn nhau. Nói nửa ngày thì ra là, thấy hạ quốc đổi chủ, đám chó săn này không muốn nhận ngươi chủ mới nữa rồi. Như vậy được sao, đây không phải là đánh vào mông họ, mà là đánh vào mặt tông chủ sao, dương sở đập mạnh vào ghế đứng dậy nói, nói ai đấy, nói ai đấy. Dám không cống nạp, ta sẽ diệt sạch nước nhỏ các ngươi lão cậu cũng trợn mắt nói nước nhỏ láo xược tuyết vực cũng là nơi các ngươi có thể nhúng tay vào sao trở về nói với quốc quân các ngươi dám bước vào tuyết vực một bước ta sẽ chặt đầu hắn cho chó ăn người xưa đốt pháo là để xua đuổi niên thú bây giờ luôn có người không cho người khác đốt pháo vậy có khả năng những người không cho đốt pháo chính là niên thú biến thành không ôi chao ai nói không tìm được yêu thú có thể biến thành người chứ bản tông chủ chẳng phải vừa bắt được một con rồi sao? Trích từ chương 3258, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Hai người sắc mặt nghiêm nghị, phóng thích ma nguyên. Nếu là sứ giả bình thường thì chắc chắn sẽ sợ hãi. Chỉ tiếc rằng, người trước mặt này, thật sự không bình thường. Hư nhật sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt nói hai vị có thể quyết định sao. Ta đến đây là do quốc quân ủy thác, nhất định phải gặp được trương đại tông chủ vị vân phiến công tử đến từ quý quốc cũng đặc biệt dặn dò triều đình nói không tính trưởng lão nói cũng không tính chỉ có trương đại tông chủ nói mới tính dương sở khẽ hừ một tiếng nói gồ vân phiến công tử chạy đến chỗ ngươi à ta nói sao một tiểu quốc còn dựng lông lên được vân phiến công tử thật biết cách lừa người a à. lão cẩu cười nói ngươi muốn gặp tông chủ ngươi cũng cần tông chủ có thời gian gặp ngươi. Cút ra khỏi đây, trước khi chúng ta có ý định giết người. Cút khỏi đây, vung quạt, lão cẩu trực tiếp sai người đuổi hư nhật đi. Dương sở và lão cẩu căn bản không coi hắn ra gì. Một hàng lẫm quốc nhỏ bé cùng vân phiến công tử, bọn họ thật sự không sợ chút nào. Hư Nhật cũng không nói gì, quay người bỏ đi. Không cho hắn gặp trương đại ma đầu, ha ha, chỉ cần hắn vào rồi, lúc nào cũng có thể tìm được dương sở và lão cẩu căn bản không chú ý hư nhật khi rời đi đã ném thứ gì đó ở góc tường nhìn hư nhật rời đi hai người vẫn cười khẩy không ngừng sứ giả tiểu quốc cũng dám ra vẻ cho hắn một bài học đi đúng vậy ai đó qua đây tìm mấy người nhanh tay nhanh chân trộm hết tiền của hắn cởi hết quần áo của hắn để hắn ăn xin trên phố vài ngày cuối cùng bắt hắn đi bộ về ha ha cứ làm như vậy đi sắp xếp xong, dương sở và lão cẩu lại tiếp tục nói chuyện khác. Mười mỹ nhân mới, có nên bầu chọn lại không nhỉ, hai người họ rất hứng thú làm giám khảo. Bên này, hư nhật bị đuổi ra khỏi cổng lớn. Cuối cùng quay đầu nhìn lại ma tu của thiên ma tông, khóe miệng hư nhật nở nụ cười khác thường. Nhanh chóng rời đi, hư nhật tùy tiện tìm một quán trà ngồi xuống. Tiếp theo nhắm mắt lại, ngón tay khẽ bấm. Thần uy phù, 13 thuật pháp, vạn linh chú thiên nhãn khai chỉ trong chốc lát một con chuột lông đen ở sâu trong đại sảnh của thiên ma tông đột nhiên mở to con mắt thứ ba nó chính là thứ mà hư nhật vừa ném vào đại sảnh con chuột dưới sự điều khiển của hư nhật nhanh chóng rời khỏi đại sảnh chạy thẳng đến hậu viện và gác lửng muốn tìm ra trương đại ma đầu trong truyền thuyết dưới sự quan sát của con mắt thứ ba bất kỳ cơ quan bí ẩn nào trong mắt nó đều như không có gì việc dò hỏi tin tức càng dễ dàng hơn không lâu sau, con chuột đến một nơi nào đó ở sân sau. Chưa đi được bao xa thì nhìn thấy một lão đầu hèn mọn đang chỉ huy đám ma tu làm việc. "Nhanh lên nào, đặt tế đàn lên đi. Tông chủ đã nói, ngày mai sẽ tu luyện ở đây. Nếu làm chậm trễ việc của tông chủ thì đừng hòng có kết quả tốt." "Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?" "Tông chủ tu luyện tốn kém lắm, không được thiếu một chút nào đâu." Con chuột nhìn lão đầu hèn mọn đó, nghe lão đầu hèn mọn nói, nhẹ nhàng gật đầu. Cốt lắm, xem ra ngày mai cứ đợi ở đây là được, tên đại ma đầu kia sẽ tu luyện ở đây. Đây không phải là cơ hội tuyệt vời sao, có lẽ còn có thể làm gián đoạn quá trình tu luyện của đối phương, khiến hắn ta bị thương nặng. Đến đúng quá rồi, hư nhật rất hài lòng, mọi thứ đều không tốn chút công sức nào. Nhìn đám ma tu kia chuẩn bị đủ thứ linh tinh. Hư nhật còn hơi đoán được sao toàn là thứ có khí tức linh nguyên, kể cả quảng đá cũng vậy. chẳng lẽ tên trương đại ma đầu này cũng là ma tu dựa vào việc nuốt chửng linh nguyên khí tức để vô hạn tăng trưởng, lại thêm một ma tôn vô thượng, đáng ghét, thật đáng ghét. không lâu sau, bọn người lão đầu hèn mọn đều rời đi, cánh cổng lớn của sân sau đóng lại, đóng chặt nơi này. con chuột nhảy ra, chạy thẳng đến tế đàn quan trọng nhất. với đôi mắt tinh tường của mình, hắn ta có thể dễ dàng nhận ra thứ quan trọng nhất ở đây chính là tế đàn này. Có lẽ là chìa khóa cho mọi sự tu luyện. Tốt lắm, bản tôn sẽ ẩn núp ở đây, đợi đến ngày mai tên trương đại ma đầu kia bắt đầu tu luyện, đến thời điểm quan trọng nhất. Bản tôn sẽ dùng pháp thuật dịch hình hoáng vị, đột nhiên xuất hiện ở đây. Khoảng cách này hẳn là không vấn đề gì, nằm trong phạm vi sử dụng thuật của hắn ta. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hành động vào ngày mai. Thu, con chuột ẩn núp, hư nhật ở bên ngoài lại mở mắt ra,